Trong chẳng có thâm tâm, ngoài chẳng có thế giới. Lúc này còn có cái gì? Tức có cái không. Nhưng tuy nhiên nói là không, thế mà tất cả chúng sinh đều tồn tại ở trong không. Nói nó là không, nó lại là có. Nói nó là có, nó lại là không. Không chẳng có bờ mé, tất cả đều không. Chẳng có ai quản lý, cho nên tìm thần lại quản lý. Bạn có không của bạn, tôi có không của tôi không của bạn không thể phá hoại không của tôi, không của tôi không thể phá hoại không của bạn, không và không đều biên dung vô ngại. Vị chủ thần không thứ nhất tên là tịnh quang phổ chiếu, vì vị, vị này có quang mình thành tịnh chiếu khắp thế tất cả, cho nên được tên này. Vị chủ thần không thứ hai tên là phổ du thâm quảng, vì vị, vị này du hành khắp hư không, quán tất cả pháp rất sâu rộng, cho nên được tên này vị chủ thần không thứ ba tên là sinh các tường phong vì gió do vị này sinh ra đều cát tường ai gặp phải gió cát tường thì sẽ cát tường cho nên được tên này vị chủ thần không thứ tư tên là ly chướng an trụ vì vị này lìa khỏi chướng ngại an trụ nơi bậc bất động cho nên được tên này vị chủ thần không thứ năm tên là quảng bộ diệu kế vì vị này đi bộ rất nhanh lại có kế diệu quang cho nên được tên này. Vị chủ thần không thứ sáu tên là Vô Ngại Quang Diệm, vì quang diệm, quang minh lửa ngọn của vị này chiếu khắp tơ hào chẳng có chướng ngại cho nên được tên này. Vị chủ thần không thứ bảy tên là Vô Ngại Thắng Lực, vì sức lực của vị này thắng hết tất cả mà không chướng ngại cho nên được tên này. Vị chủ thần không thứ 8 tên là Ly Cấu Quang Minh, vì vị này đã lìa khỏi Trần Cấu cho nên hiện ra Quang Minh, do đó được tên này. Vị chủ thần không thứ 9 tên là Thâm Viễn Diệu Âm, vì âm thanh của vị này không những rất hay mà còn vang rộng sâu xa cho nên được tên này. Vị chủ thần không thứ 10 tên là Quang biến Thập Phương, vì quang minh của vị này chiếu khắp mười phương cho nên được tên này có vô lượng chủ thần không như vậy làm thượng thủ các vị thần này tâm đều xa lìa trần cấu tầm lượng rộng lớn quang minh trong sáng mười vị chủ thần không này làm thượng thủ trong chúng chủ thần không những vị chủ thần không này tâm đều xa lìa trần cấu nhiễm ô cho nên tầm lượng rộng lớn phóng quang minh trong sáng ở trên là chúng thứ 16, chủ thần không. Lại có vô lượng chủ thần phương hướng, đó là chủ thần phương hướng biến trụ nhất thiết chủ thần phương hướng phổ hiện quang minh chủ thần phương hướng quang hành trang nghiêm chủ thần phương hướng chủ hành bất ngại chủ thần phương hướng vĩnh đoạn mê hoặc chủ thần phương hướng phổ du tịnh không chủ thần phương hướng đại vân tràng âm chủ thần phương hướng tế mục vô loạn chủ thần phương hướng phổ quán thế nghiệp chủ thần phương hướng chu biến du lãm lại có vô lượng vô biên chủ thần phương hướng. Chủ thần phương hướng tức là thần quản lý về phương hướng. Phương có 10 phương, trong 10 phương lại có thể phân ra làm trăm ngàn vạn phương. Nhưng có năm phương chủ yếu tức là Đông Tây Nam Bắc và Giữa. năm phương này thuộc về ngũ hành, phương Đông thuộc Mộc, phương Nam thuộc Hỏa. Phương Tây thuộc Kim, phương Bắc thuộc Thủy, chính giữa thuộc Thổ, một năm bốn mùa thịnh vượng ở Nam Phương và Ngũ Hành. Mùa xuân thuộc Mộc, thịnh vượng hướng Đông. Mùa hạ thuộc Hỏa, thịnh vượng hướng Nam. Mùa thu thuộc Kim, thịnh vượng hướng Tây. Mùa đông thuộc Thủy, thịnh vượng hướng Bắc. Thổ thịnh vượng chính giữa. Chính giữa là tứ thông bát đạt cho nên thịnh vượng suốt bốn mùa. Phương Đông Giáp Ất Mộc thuộc về màu xanh, thần quản lý phương Đông gọi là Thanh Đế phương nam bính đinh hòa thuộc màu đỏ thần quản lý phương nam gọi là xích đế phương tây canh tân kim thuộc màu trắng thần quản lý phương tây gọi là bạch đế phương bắc nhâm quý thủy thuộc màu đen thần quản lý phương bắc gọi là hắc đế chính giữa dậu kỷ thổ thuộc màu vàng thần quản lý chính giữa gọi là huỳnh đế những vị thần năm phương này mỗi vị đều có chức vụ riêng vị chủ thần phương hướng thứ nhất tên là biến chủ nhất thiết vì vị này trụ ở bất cứ mọi phương cho nên được tên này vị chủ thần phương hướng thứ hai tên là phổ hiện quang minh vì vị này hiện quang minh khắp tất cả cho nên được tên này vị chủ thần phương hướng thứ ba tên là quang hạnh trang nghiêm vì vị này dùng quang minh để trang nghiêm dùng hạnh để trang nghiêm cho nên được tên này. Vị chủ phong thần thứ tư tên là Chu Hành Bất Ngại, vì vị này đến bất cứ nơi nào cũng đều không chướng ngại cho nên được tên này. Vị chủ thần phương hướng thứ năm tên là Vĩnh Đoạn Mê Hoặc, vì vị này vĩnh viễn đoạn trừ mê hoặc của chính mình và còn giúp cho chúng sinh vĩnh viễn đoạn trừ mê hoặc cho nên được tên này vị chủ thần phương hướng thứ sáu tên là phổ du tịnh không vì vị này ở trong hư không có thể đến bất cứ nơi nào làm cho không khí thanh tịnh mà không ô nhiễm cho nên được tên này vị chủ thần phương hướng thứ bảy tên là đại vân tràng âm vì vị này có âm thanh đại vân tràng vang rộng khắp mười phương thế giới cho nên được tên này vị chủ thần phương hướng thứ tám tên là kế mục vô loạn vì bào kế của vị này rất ngay ngắn, mắt của vị này rất sáng suốt không tán loạn cho nên được tên này. Vị chủ thần phương hướng thứ 9 tên là Phổ Quán Thế Nghiệp, vì vị này quan sát khắp hết tất cả nghiệp thế gian cho nên được tên này. Vị chủ thần phương hướng thứ 10 tên là Chu Biến Du Lãm, vì vị này đi du lãm tất cả mọi nơi cho nên được tên này. Có vô lượng chủ thần phương hướng như vậy làm thượng thủ các vị thần này đều dùng phương tiện phóng đại quang minh thường chiếu sáng khắp tất cả mười phương liên tục không dứt mười vị chủ thần phương hướng này làm thượng thủ trong chúng chủ thần phương hướng ngoài ra còn có vô lượng vô biên chủ thần phương hướng những vị chủ thần phương hướng này đều dùng phương tiện luôn luôn phóng quang minh chiếu khắp tất cả mười phương chẳng có đen tối quang minh này liên tục không đoạn tuyệt ở trên là chúng thứ 17, chủ thần phương hướng. Lại có vô lượng chủ thần ban đêm. Đó là chủ thần ban đêm phổ đức tịnh quang, chủ thần ban đêm hỷ nhãn quán thế, chủ thần ban đêm hộ thế tinh khí, chủ thần ban đêm tịch tịnh hải âm, chủ thần ban đêm phổ hiện cát tường, chủ thần ban đêm phổ phát thụ hoa, chủ thần ban đêm bình đẳng hộ dục, chủ thần ban đêm du hí khoái lạc, Chủ thần ban đêm chưa căn thường hỉ. Chủ thần ban đêm xuất sinh tịnh phước. Lại có vô lượng vô biên chủ thần ban đêm. Chủ thần ban đêm là thần quản lý ban đêm. Thần ban đêm là dương trong âm, vì đêm là đen tối, đen tối thuộc âm. Thần ban đêm ở trong đen tối, thường phóng quang minh, quang minh thuộc về dương, cho nên nói chủ thần ban đêm là dương trong âm. Vị chủ thần ban đêm thứ nhất tên là Phổ Biến Tịnh Quang. Vì đức hạnh của vị này biến khắp mà quang minh của vị này thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban đêm thứ hai tên là Hỷ Nhãn Quán Thế. Vì vị này dùng con mắt hoan hỷ để quan sát tất cả nhân duyên thế gian, cho nên được tên này vị chủ thần ban đêm thứ ba tên là hộ thế tinh khí vì vị này hộ trì tất cả tinh khí của tất cả chúng sinh thế gian cho nên được tên này vị chủ thần ban đêm thứ tư tên là tịch tĩnh hải âm vì vị này ở trong động tĩnh hộ trì chúng sinh khiến cho họ đắc được định lực không có vọng tưởng cho nên được tên này vị chủ thần ban đêm thứ năm tên là phổ hiện cát tường vì vị này hiện ra khắp cảnh giới các tưởng như ý, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban đêm thứ sáu tên là Phổ Phát Thụ Hoa, vì vị, vị này quản lý tất cả cây cỏ, nở hoa khắp tất cả, phóng đại quang minh, cho nên được tên này. Vị thần ban đêm thứ bảy tên là Bình Đẳng Hộ Dục, vì vị, vị này đối đãi với tất cả chúng sinh đều bình đẳng, không phân biệt đó đây, bảo hộ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, cho nên được tên này vị chủ thần ban đêm thứ tám tên là du hí khoái lạc vì vị này thích du hí khiến cho tất cả chúng sinh đắc được hoan hỉ và khoái lạc cho nên được tên này vị chủ thần ban đêm thứ chín tên là chư căn thường hỉ vì sáu căn của vị này thường hoan hỉ khiến cho chúng sinh thấy được đều sinh tâm hoan hỉ mà không yêu sầu cho nên được tên này vị chủ thần ban đêm thứ mười tên là xuất sinh tịnh phước vì vị này khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được phước báo thanh tịnh, trợ giúp cho chúng sinh liều khổ được vui, cho nên được tên này. Có vô lượng chủ thần ban đêm như vậy làm thượng thủ, các vị thần này đều tinh tấn tu tập lấy pháp làm vui. Mười vị chủ thần ban đêm này làm thượng thủ trong chúng chủ thần ban đêm, ngoài ra còn có vô lượng vô biên chủ thần ban đêm. Những vị chủ thần ban đêm này đều tinh tấn tu hành không giải đãi lấy sự tu tập Phật Pháp làm khoái lạc, cũng khiến cho chúng sinh lấy Phật Pháp làm vui. Ở trên là chúng thứ 18, chủ thần ban đêm. Lại có vô lượng chủ thần ban ngày, đó là chủ thần ban ngày thị hiện cung điện, chủ thần ban ngày phát khởi huệ hương, chủ thần ban ngày lạc thắng trang nghiêm, chủ thần ban ngày hương hoa diệu quang, chủ thần ban ngày lạc tác hỷ mục, Chủ thần ban ngày phổ hiện chư phương Chủ thần ban ngày đại bi quang minh Chủ thần ban ngày thiện căn quang chiếu Chủ thần ban ngày diệu hoa anh lạc Lại có vô lượng vô biên chủ thần ban ngày Chủ thần ban ngày là thần quản lý ban ngày ở thế gian Thần ban ngày là dương trong dương vì ban ngày có ánh sáng, ánh sáng thuộc về dương. Thần ban ngày ở trong ánh sáng lại phóng ánh sáng, cho nên là dương trong dương. Vị chủ thần bắt ngày thứ nhất tên là Thị Hiện Cung Điện, vì vị này Thị Hiện Cung Điện nhiều loại hình dáng, cho nên được tên này. Vị chủ thần bắt ngày thứ hai tên là Phát Khỏi Huệ Hương, vì vị này phát ra hương trí huệ khiến cho chúng sinh người được bèn sinh trí huệ, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban ngày thứ ba tên là Lạc Thắng Trang Nghiêm, vì vị này thích thú trang nghiêm tất cả chỗ ở của chúng sinh, khiến cho chúng sinh đã được phòng xá thủ thắng, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban ngày thứ tư tên là Hương Hoa Diệu Quang. Vì vị này thường tỏa ra mùi thơm hương hoa, lại có màu sắc quang minh vi diệu, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban ngày thứ năm tên là Phổ Tập Diệu Dược. Vị vị này thường tụ tập khắp hết tất cả cỏ thuốc để chữa trị bệnh cho chúng sinh cho nên được tên này vị chủ thần ban ngày thứ sáu tên là lạc tác hỉ mục vì vị này muốn làm cho chúng sinh khoái lạc khiến cho chúng sinh mắt thường hoan hỉ cho nên được tên này vị chủ thần ban ngày thứ bảy tên là phổ hiện chư phương vì vị này thường thị hiện khắp tất cả mọi nơi khiến cho chúng đều thấy được cho nên được tên này Vị chủ thần bát ngày thứ 8 tên là Đại Bi Quang Minh, vì vị này có tâm đại bi phổ độ chúng sinh, thường phóng quang minh gia bị cho chúng sinh, cho nên được tên này. Vị chủ thần bát ngày thứ 9 tên là Thiện Căn Quang Chiếu, vì vị này có quang minh chiếu soi chúng sinh, có căn lành, chúng sinh không có căn lành thì làm cho họ sinh căn lành, chúng sinh đã có căn lành thì khiến cho họ được thành thục căn lành thành thục thì khiến cho giải thoát cho nên được tên này vị chủ thần ban ngày thứ mười tên là rượu hoa anh lạc vì vị này dùng một thứ rượu hoa làm thành chuỗi bỗng những rất đẹp mà còn phóng quang cho nên được tên này có vô lượng chủ thần ban ngày như vậy làm thượng thủ các vị thần này đều sinh tâm tin hiểu ở trong rượu pháp luôn luôn cùng siêng năng tinh tấn nghiêm sức cùng điện Mười vị chủ thần ban ngày này làm thượng thủ trong chủ thần ban ngày. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên chủ thần ban ngày. Những chủ thần ban ngày này đều ở trong diệu pháp sinh ra tâm tin hiểu, không những tin mà còn hiểu rõ. Các ngài thường tu hành nghiên cứu với nhau dũng mãnh tinh tấn không giải đãi. Các ngài cùng trang nghiêm tất cả cung điện. Trên đây là chúng thứ 19, chủ thần ban ngày. Ở trên đã giảng xong 19 chúng tạp loại. Bây giờ ở dưới đây bắt đầu giảng 8 chúng bát bộ tứ vương. Lại có vô lượng Atula vương, đó là Atula vương La Hầu, Atula vương Tỳ Ma Chất Đa La, Atula vương Xảo Huyễn Thuật, Atula vương Đại Quyến Thuộc, Atula vương Đại Lực, Atula vương Biến Chiếu, a à, tu vương kiên cố hạnh diệu trao nghiêm A-tu-la-vương à, quảng đại nhân Huệ a à, tu vương xuất hiện thắng đức A-tu-la-vương à, diệu hảo âm thanh Bây giờ giải thích chúng bát bộ tứ vương 8 bộ 4 vua Bát bộ tức là 1. a tu vương 2. ca la vương 3. Khẩn-na-la-vương 4. Ma-hầu-la-già-vương 5. Dạ xoa vương 6. Long vương 7. Kiều Bản Trà Vương 8. Cản Thát Bà Vương Tứ Vương tức là 1. Phương Bắc Đa Văn Thiên Vương 2. Phương Tây Quảng Mục Thiên Vương 3. Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương 4. Phương Đồng chỉ Quốc Thiên Vương Mỗi vị thống lãnh hai bộ chúng Lại có vô lượng Atula Vương Atula dịch là Phi Thiên Vì chúng có Phước Trời mà chẳng có Đức Trời Tại sao chẳng có Đức Trời? vì trong quá khứ chúng chuyên môn hiểm kỵ người khác tức là tâm không ai thẳng dùng tâm giả dối đi ca ngợi người khác khiến cho họ hoan hỉ cho nên chẳng có đức trời a tu la còn dịch là không đan tránh vì tướng mạo của chúng không đan tránh người nam thì tướng mạo xấu xí người nữ thì tướng mạo xinh đẹp a tu la còn dịch là vô tiểu, không có rượu người nam rất thích uống rượu thích đấu tranh nếu có rượu thì phát sinh chiến tranh cho nên chẳng có rượu để uống atula có bốn thứ đó là một atula ở trên trời thường tác chiến với chư thiên vì atula vương muốn làm chủ trời đào lợi tay của vị này có thể lay động núi Tu Di, làm cho cung điện của trời đế thích chấn động không được yên. trời đế thích mới xuất lãnh tứ thiên vương làm tiên phong giao chiến với nhau nhưng thường đánh không thắng, mới cầu cứu đức Phật. đức Phật mới dạy niệm cầu Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, do đó mới thắng được Atula Vương. con gái của vua Atula dâng cho trời đế thích làm vợ, hai bên hòa đàm với nhau hai Atula ở trong loài người, chúng truyền đố kỵ rất cao hướng đối với bất cứ việc gì, đều có tâm tranh cường háo thắng. Thắng thì vui, thua thì sân hận, nổi gió, làm sóng, thường xảy ra chiến tranh. Ba Atula ở trong loài xúc sinh, thích đấu tranh, ỉ mạnh, hiếp yếu, lấy lớn, khinh nhỏ. Bốn Atula ở trong loài ngạ quỷ. Cũng lại như thế, bất cứ trong loài nào cũng đều có tâm đấu tranh, tâm thắng phụ, tức là có tâm tranh cường luận thắng. Cùng điện của Atula tại núi Kim Cang tuy nhiên là ma, nhưng mỗi ngày ba thời phải chịu khổ hình đào bén, từ không trung bay vào trong cung, nếu không tránh thì sẽ bị giết hại, cho nên muốn làm chủ trời đào lợi. Vì Atula vương thứ nhất tên là La Hầu, dịch là nhiếp não, vì vị này có thể dùng hai tay che mặt trời mặt trăng làm cho đèn tối khiến cho chư thiên oán nộ cho nên được tên này vị atula vương thứ hai tên là tỳ ma chất đa la tỳ ma dịch là ti sợi tơ chất đa la dịch là đủ thứ vì vị này dùng một sợi tơ biến ra đủ thứ hình tướng vật thể chẳng giống nhau cho nên được tên này vị atula vương thứ ba tên là xảo huyễn thuật Vị vị này dùng huyễn thuật xảo diệu tự có hóa không, tự không hóa có, lúc thể hiện hòn núi cao, thì thể hiện biển lớn, còn có thể rời núi, lấp biển, làm cho mặt trời, mặt trăng biến đổi lẫn nhau, thiên biến vạn hóa như vậy, làm cho người sinh ra huyễn giác, cho nên được tên này. Vị Atula vườn thứ tư tên là Đại Quyến Thuộc, vì vị này thích nhất là Quyến Thuộc, càng nhiều càng tốt, cho nên được tên này vị atula vương thứ năm tên là đại lực vì khí lực của vị này lớn vô cùng một tay có thể nâng núi tu di lên cho nên được tên này vị atula vương thứ sáu tên là biến chiếu vì vị này có một loại quang minh sáng hơn so với ánh sáng mặt trời chiếu khắp mười phương cho nên được tên này vị atula à vương thứ bảy tên là kiên cố hạnh diệu trang nghiêm vì hạnh nguyện của vị này kiên cố mà còn trang nghiêm tốt đẹp cho nên được tên này vị atula à vương thứ tám tên là quảng đại nhân huệ vì vị này lúc còn ở tại nhân địa thì tu trí huệ rộng lớn cho nên được tên này vị atula à vương thứ chín tên là xuất hiện thắng đức vì vị này có đức hạnh đặc biệt thủ thắng luôn luôn hiển hiện, hiện làm cho chúng sanh thấy được thì biết là vị này có đức hạnh, cho nên được tên này. Vị Atula Vương thứ 10 tên là Diệu Hảo Âm Thanh, vì âm thanh của vị này rất hay, êm tai vô cùng, làm cho người nghe đều sinh tâm vui vẻ, cho nên được tên này. Có vô lượng Atula Vương như vậy làm thượng thủ các vị đó đều siêng năng tinh tấn, phá trừ ngã mạn và các phiền não. Mười vị Atula Vương này làm thượng thủ trong vô lượng vô biên Atula Vương. Ngoài ra còn nhiều không thể tính đếm được. Các Atula Vương đều có tâm ngã mạn, nhưng những vị Atula Vương này, họ rất tinh tấn, siêng tu Phật đạo, y giáo phụng hành, theo pháp tu học cho nên dẹp phá, được tập khí ngã mạn dập tắt vô mình, chẳng còn vô minh tất cả phiền não cũng theo đó mà dứt trừ trên đây là chúng thứ nhất a à, tu la vương lại có vô số ca lâu la vương không thể nghĩ bàn đó là ca lâu la vương đại tốc tật lực ca lâu la vương vô năng hoại bảo ca lâu la vương thanh tịnh tốc tật ca lâu la vương tầm bất thối chuyển ca lâu la vương đại hải xứ nhiếp trì lực ca lâu la vương kiên cố tịnh quang ca lâu la vườn xảo nghiêm quan kế ca lâu la vườn phổ tiệp thị hiện ca lâu la vườn phổ quán hải ca lâu la vườn phổ âm quảng mục lại có vô số ca lâu la vương không thể nghĩ bàn ca lâu la dịch là kim xí chim cánh vàng vì cánh của loài chim này sáng chói giống như vàng thật lại dịch là diệu xí cánh của nó dùng đủ loại sắc đẹp để trang nghiêm ở trong ánh sáng mặt trời phản xạ xuống phóng ra vạn đường ánh sáng vàng lại dịch là đại tố hạm loài chim này khi ăn vật gì thì đều đeo con mồi để vào trong bụng để đó từ từ tiêu hóa loài chim này gọi là đại bàng kim xí điểu chim đại bàng cánh vàng to lớn cỡ nào thân thể của nó lớn như tòa núi lớn cánh của nó xòe ra khoảng ba trăm ba mươi đại do tuần một do tuần dài tám mươi dặm khi nó quạt cánh thì nước biển dễ làm hai bắt rồng ăn loài chim này chuyên môn ăn rồng mỗi ngày phải ăn một con rồng lớn năm trăm con rồng nhỏ khi nó ăn rồng thì trước hết nuốt đuôi rồng và trong bụng từ từ tiêu hóa long vương vua rồng rất lo âu vì quyến thuộc của loài rồng càng ngày càng bớt đi sẽ diệt chủng cho nên đi các nơi cầu cứu, nhưng ai nấy đều bỏ tay. Có người nói với ông ta nên đi gặp Đức Phật. Long Vương bèn đến trốn Phật, cầu Phật từ bi che chở cho rồng con rồng cháu, để khỏi tuyệt chủng loài rồng. Đức Phật nói với Long Vương, nếu các nhà ngươi giữ được bát quan trai giới thì chim đại bàng không ăn các ngươi nữa. Do đó Long Vương dẫn quyến thuộc đến trốn Phật thọ bát quan trai giới thọ giới rồi Phật cho mỗi con rồng một sợi tơ áo cả sa cột vào thân. Từ đó về sau, chim đại bàng không còn cách chi ăn rồng được nữa. Nhưng chim đại bàng không có vật thực để ăn, y cũng đến trốn Phật, khẩn cầu nói, chúng tôi hôm nay lấy gì để ăn? Đức Phật nói, ta sẽ dạy đệ tử của ta, khi đến bữa trưa ăn cơm thì trước hết đem ít cơm thí cho các người. Cho nên bây giờ, các chùa khi cúng ngọ đều đều đem ít cơm thí cho chúng đó là lòng từ bi của phật độ hóa loài rồng và chim đại bàng sống hòa bình với nhau chim và rồng đều có bốn thứ sinh chim sinh bằng trứng không thể ăn rồng hóa sinh cũng không thể ăn rồng sinh bằng thai thấp sinh sinh bằng ẩm ướt chỉ ăn được rồng sinh bằng trứng chìm hóa sinh mới ăn được rồng sinh bằng thai thấp nãn hóa chìm đại bàng ở tại núi kim cang cung điện của chúng dùng bảy báu để trang nghiêm khi chúng muốn chết thì không thể ăn rồng tại sao vì thân thể rồng có chất độc bình thường chim đại bàng ăn rồng thì không sợ chất độc nhưng khi chúng gần chết thì thân rồng phóng ra chất độc bắn vào mắt khiến cho mắt không thể mở được thì không thể bắt rồng để ăn. Bị đói thật khó mà chịu được, bèn nghỉ ngơi trên cây thiết thụ. Đến khi không thể chịu được nữa thì lại bay đến biển tìm rồng để ăn. Rồng lại phóng chất độc, y lại chạy đi. Cứ như thế đến 7 lần, cuối cùng thể lực kiệt sức, chất độc phát ra mà chết. Lúc bấy giờ thi thể của chim đại bàng bị lửa độc thiêu, giống như hỏa diệm sơn bộc phát, thiêu hết tất cả chất cứng chảy ra thành nước Lòng Vương Nàn Đà sợ Bảo Sơn núi báu bị hủy hoại, bèn làm xuống một trận mưa lớn, hạt mưa lớn như bánh xe để dập tắt ngọn lửa. Bây giờ toàn thân của chim đại bàng đã thành cho, chỉ còn quả tim không bị thiêu hủy, trở thành hạt châu báu. Ánh sáng màu lưu ly óng ánh rất đẹp, vua chuyển luân thánh vương được hạt châu này, gọi là châu như ý, vua trời đế thích được châu này, gọi là dạ minh châu trong phẩm xuất hiện có bài kệ rằng Bồ Tát Ca Lâu La như ý vì kiến túc phương tiện dũng mãnh xí tử bi thanh tịnh nhãn trụ nhất thiết trí thụ, quán tam hữu đại hải bà chóc thiên nhân lòng án trí niết bàn ngạn qua bài kệ này đủ thấy chim đại bàng cũng là bồ tát thị hiện để điều phục tất cả chúng sinh cho nên ý nghĩa bài kệ trên mới nói Bồ Tát Đại Bàng Kim Sĩ Điều Tại Tâm Như Ý Bài Lượn Trong Không Trung Trần rất kiên cố phi thường Cánh phương tiện rất dũng mãnh Cặp mắt rất từ bi và trong sáng Tuy nhiên chuyên ăn rồng Như chỉ ăn rồng sắp chết Trước mắt thì bị chim đại bàng ăn Nhưng thực tế thì hóa độ rồng Khiến cho chúng không còn thọ khổ Trong lần hồi nữa Mà thẳng đến bờ bên kia Cây của chim đại bàng ở Gọi là cây trí huệ Y quán sát dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ba cõi biển cả, bắt rồng ở trên trời hoặc rồng ở nhân gian, đội chúng đến bờ Niết Bàn bên kia. Cảnh giới này chẳng phải phàm phu chúng ta biết được. Người không chứng quả thì không thể tin đạo lý này. Đợi khi chứng quả rồi mới biết là như thế. Đức Phật là người chứng được vô thượng tránh đẳng tránh giác, tuyệt đối không nói dối. Cảnh giới này là ngàn chân vạn thật vị ca lâu là vườn thứ nhất tên là đại tốc tật lực vì sức lực của vị này không những mạnh mà còn rất nhanh vị này ở trên núi kim cang cây thiết thụ xem thấy rồng trong biển xuất hiện thì vỗ cánh quạt nước biển rẽ ra bắt lấy rồng rồi trở về cây thiết thụ nước biển vẫn chưa hòa hợp lại do đó được tên này vị ca la vương thứ hai tên là vô năng hoại bảo kế vì bảo kế của vị này rất kiên cố chẳng có cách chi phá hoại được càng không có sức để phá hoại do đó được tên này vị ca la vương thứ ba tên là thanh tịnh tốc tật vì thân thể của vị này thanh tịnh bay đi rất nhanh trong một sát na bay hơn mười vạn tám ngàn dặm do đó được tên này Vị ca lâu la vương thứ tư tên là tâm bất thoái chuyển. Vì vị này đắc được pháp vĩnh viễn không thối chuyển, a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, đắc được niệm bất thối, hạnh bất thối, vị bất thối, do đó được tên này. Vị bất thối đã chứng được vị đại bồ tát thì không thể thối về vị a la hán, đã phát bồ đề tâm thì không thể thối về vị a la hán hoặc là vị phàm phu niệm bất thối truyền tâm nhất ý tu thiền định tư tưởng không thối truyền chẳng giống chúng ta suốt ngày đến tối chuyên thoải vọng tưởng thế lạ muốn đổi hôm nay tu thiền mai tu tịnh mốt tu giáo hoặc tu luật thậm chí tu mật kết quả chẳng có pháp nào thành tựu cho nên tu hành phải chuyên nhất hành bất thối phải dũng mãnh tinh tấn tu hành càng ngày càng tiến bộ tức là tu hành càng tu hành, tinh tấn càng tinh tấn, đó là tu hành không thối truyền. Vị Ca Lô La Vương thứ năm tên là Đại Hải Sứ Nhiếp Trì Lực. Vì vị này có thể nhiếp trì tất cả nước sông ngòi ao hồ, chảy vào biển cả, lại có thể ở trong không trung, thu nhiếp rồng vào trong miệng, do đó được tên này. Vị Ca Lô La Vương thứ sáu tên là Kiên Cố Tịnh Quang, vì thân thể của vị này cứng chắc phi thường và có quang minh thanh tịnh quang minh này có thể chiếu thấu trong biển nhìn thấy chỗ của rồng ở do đó được tên này vị ca la vương thứ bảy tên là xào nghiêm quan kế vì quan kế của vị này rất trang nghiêm tốt đẹp quan kế của các vua ca lô la kia chẳng thể sánh được do đó được tên này vị ca la vương thứ tám tên là phổ tiệp thị hiện Vị vị này có thể thị hiện tất cả các nơi mà còn nhanh nhẹn khắp cùng do đó được tên này vị ca lô la vương thứ 9 tên là phổ quán hải vì vị, vị này có mắt từ bi và thanh tịnh quan sát được trong ba cõi biển cả rồng lớn ở đâu rồng nhỏ ở đâu nhìn thấy rất rõ ràng do đó được tên này vị ca lô la vương thứ 10 tên là phổ âm quảng mục vì âm thanh của vị này như sấm sét Rồng ở trong biển mà nghe được tiếng hống này Thì hồn phi phách tán không dám động đậy Vì sợ bị bắt ăn Cặp mắt của vị này đặc biệt to lớn Thân ở núi Kim Cang mà mắt quan sát rồng trong bốn biển Do đó được tên này Có vô số ca lâu la vương không thể nghĩ bán như vậy làm thượng thủ Các vị ca lâu la vương này đã thành tiểu sức đại phương tiện Cứu độ nhiếp hết thầy tất cả chúng sinh Mười vị ca lâu la vương này làm thượng thủ, đại biểu cho vô lượng ca lâu la vương, số nhiều vô lượng không thể nghĩ bàn. Những vị ca lâu la vương này đã hoàn toàn thành tựu sức đại phương tiện, đều là đại bồ tát thị hiện, một số bồ tát chẳng có sức đại phương tiện như thế. Chúng bắt rồng ăn là hóa độ rồng, ăn voi là hóa độ voi, ăn ngựa là hóa độ ngựa, ăn cá là hóa độ cá. Tóm lại ăn loài gì thì hóa độ loài đó, dùng phương tiện ăn để hóa độ chúng sinh thực ra chẳng phải ăn mà là cứu độ là nhiếp trì tại sao vì đáng chết cho nên mới ăn tức là có thể đến bờ niết bàn ở trên là chúng thứ hai ca lâu la vương lại có vô lượng khẩn na la vương đó là khẩn na la vương thiện huệ quang minh thiên khẩn na la vương diệu hoa tràng khẩn na la vương trùng trùng trang nghiêm phần Na La Vương duyệt ý hống thanh, phần Na La Vương bảo thụ quang minh, phần Na La Vương kiến giả hân lạc, phần Na La Vương tối thắng quang trang nghiêm, phần Na La Vương vi diệu hoa tràng, phần Na La Vương động địa lực, phần Na La Vương nhiếp phục ác chúng. Lại có vô lượng vô biên khẩn Na La Vương, phần Na La Vương dịch là phi nhân, vì tướng mạo của chúng giống như người ngũ quan đoàn tránh nhưng trên đầu sinh ra một cái sừng cho nên chẳng phải người lại dịch là nghi thần vì trên đầu có sừng làm cho người thấy sinh nghi cho rằng là thần lại dịch là ca thần chúng là thần tấu âm nhạc cho trời đế thích trên cung trời có hước pháp hội thì hai nách của chúng tự động chảy mồ hôi liền biết là trời đế thích muốn tấu âm nhạc bèn lên cung trời vì chơi thiên đàn tấu âm nhạc khúc điệu trang nghiêm những vị khẩn Na La Vương này cũng là Bồ Tát thị hiện đến tất cả các pháp hội ca sướng tống nhạc khiến cho người nghe sinh tâm niệm Phật niệm pháp niệm tăng mà ngộ đạo vị khẩn na la vương thứ nhất tên là thiện huệ quang minh vì vị này kéo độ tất cả chúng sinh làm cho chúng sinh khai mở đại trí huệ đắc được quang minh cho nên được tên này vị khẩn na la vương thứ hai tên là diệu hoa Trạng, Vị vị này có tràng hoa sen vi diệu, rất trang nghiêm cho nên được tên này. Vị khẩn na la vương thứ ba, tên là trùng trùng trang nghiêm, vì vị này dùng đủ thứ bày báu để nghiêm sức cho nên được tên này. Vị khẩn na la vương thứ tư tên là duyệt ý hống thanh, vì âm thanh của vị này như tiếng hống khiến cho người nghe đều vừa ý cho nên được tên này vị khẩn Na La Vương thứ năm tên là Bảo Thụ Quang Minh. Vì Bảo Thụ của vị này phóng ra Quang Minh giác cho nên được tên này. Vị khẩn Na La Vương thứ sáu tên là Kiến Giả Hân Lạc. Vì tướng mạo từ bi cát tường của vị này rất trang nghiêm, ai thấy cũng đều sinh tâm hoàn hỷ cho nên được tên này. Vị khẩn Na La Vương thứ bảy tên là Tối Thắng Quang Trang Nghiêm. Vì vị này dùng quang minh tối thủ thắng để trang nghiêm tất cả mọi nơi cho nên được tên này. Vị khẩn Na La Vương thứ 8 tên là Vi Diệu Hoa Tràng, vì vị này có tràng hoa sen vi diệu không thể nghĩ bàn, cho nên được tên này. Vị khẩn Na La Vương thứ 9 tên là Động Địa Lực, vì mỗi cử chỉ hành động của vị này khiến cho đại địa chấn động, cho nên được tên này vị khẩn na la vương thứ 10, tên là nhiếp phục ác chúng vì vị này nhiếp phục được tất cả chúng sinh ác tính khiến cho họ cải tà quy tránh cho nên được tên này có vô lượng khẩn na la vương như vậy làm thượng thủ các vị khẩn na la vương này đều siêng năng tinh tấn quán tất cả các pháp thầm luôn luôn khoái lạc suy hí tự tại mười vị khẩn na la vương này đều làm thượng thủ trong vô lượng vô biên khẩn na la vương ngoài ra còn có vô lượng nhiều không thể tính đến được những vị khẩn na la vương này đều rất dũng mãi tinh tấn không giải đãi mà luôn quan sát tất cả các pháp trong tâm luôn khoái lạc đem tất cả phật pháp mình đã hiểu giáo hóa cho họ cũng hiểu chẳng có tâm đố kỵ đó là du hí tự tại ở trên là chúng thứ ba khẩn na la vương lại có vô lượng vô biên ma hầu la giả vương đó là ma hầu la giả vương thiện huệ ma hầu la giả vương thanh tịnh oai âm ma hầu la giả vương thắng huệ trang nghiêm kế ma hầu la giả vương diệu mục chủ ma hầu la giả vương như đăng tràng vi chúng sở quy ma hầu la giả vương tối thắng quang minh tràng ma hầu la giả vương sư tử ức ma hầu la giả vương chúng diệu trang nghiêm âm ma hầu la giả vương tu di kiên cố ma hầu la giả vương khả ái lạc quang minh lại có vô lượng vô biên ma hầu la giả vương ma hầu la giả vương dịch là đại phục hành vì chúng chẳng có chân chỉ dùng bụng để đi tức cũng là đại mãng xà chúng đều là bồ tát thị hiện cố ý hiện ra đại phục hành đó là biểu thị sự từ bi của bồ tát vì hạnh môn loại kẻ khác mà thị hiện không chấp trước hình tướng của mình cho nên hiện ra hình tướng bát bộ.